để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại. Sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Cô có mặt ở đây từ lúc mấy giờ? Cô có mặt ở đây 9 giờ. Trời ơi, người ta 11 giờ sáng mở cửa mà trời 9 ơi, giờ là... Việt Nam thì lúc nào cũng vậy, phải lo đi sớm thôi, sắp hàng giờ dài. Rồi cô lại đây 8 giờ lòng vòng rồi đậu xe rồi này kia cái nọ vô đây tới 9 giờ. Dạ. Vô đây cái lo chụp hình đó nè. Nhưng mà đi mua mỹ phẩm thôi mà sắp hàng chi dữ vậy? Thì mỹ phẩm ai cũng muốn đẹp. Làm cho nó xong lần đi về, rồi mua đông trùng hạ thảo uống nữa cho nó tốt da với lại có sức khỏe nhiều. Nhưng mà cô có bao giờ sử dụng sản phẩm EV Princess chưa? Có một lần. Rồi thôi cái hết thôi, cái không mua nữa. Cái bây giờ nghe lên tới đây mà như vậy thì mình phải ra mình lên tranh để mà mua cho bằng được chứ. Cô thấy sử dụng EV Princess giúp được gì cho da mặt của mình không? Rất mịn, tốt. Giúp làm sao cô? Thì da mình, ví dụ như mình sáng dậy mình ngủ mình thấy cái da mình nó mịn màng, rồi mình đánh phấn nó ăn tốt. Thì cô thấy cô thích thì cô phải tranh ra đây cô mua cho bằng được. Không thôi rồi mai mốt mình mua đâu có được tặng này kia nọ. Đó, thành ra ai cũng vậy. Thật sự mà nói tuổi này rồi đi đâu cũng sửa soạn chút cho coi cho nó được. Mà cái mỹ phẩm này mà sửa soạn lên thì nó đẹp thôi. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô may mắn nha. Nhất da nhị dáng, nhất da nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm thần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tuyệt khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm thần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skincare gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620, chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Tower ở địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480, chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road góc đường Lewis, trong khu thương mại với chợ Center 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas ở địa chỉ 86 South Able Street góc đường Calaveras Boulevard, chung khu thương mại với cơm 8 Thanh 2 và Da Cao Sandwich 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skincare cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali, cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue, góc đường Beach Boulevard 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin liên lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess.